Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Đà Nẵng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 6% so với năm 2020. Quyết tâm khôi phục và phát triển kinh tế cùng với rất nhiều giải pháp đã được đặt ra, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng đặt rất nhiều kỳ vọng và tin tưởng kinh tế Đà Nẵng sẽ nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng. Năm 2020, tổng sản phẩm xã hội GRDP của Đà Nẵng giảm 9,77% so với năm 2019. GRDP bình quân đầu người giảm 10,2%. Thành phố chỉ hoàn thành 3 trên 11 chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách chỉ đạt 70%. Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng sụt giảm mạnh, lượng khách lưu trú giảm 64% so với năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 10% so với năm 2019. Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của hai đợt COVID-19 đã kéo lùi nền kinh tế Đà Nẵng. Do vậy, năm 2021, Đà Nẵng đặt ra quyết tâm rất cao để phục hồi nền kinh tế với mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng trên 6% so với năm 2020. Chúng tôi kỳ vọng rằng là kinh tế của Đà Nẵng hồi phục, đó là điều chắc chắn. Bởi vì cái thứ nhất là chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái đợt dịch và đã có nhiều cái kinh nghiệm để đối phó với dịch, thì sẽ có cái cách để mà chúng ta vừa chống dịch nhưng mà vừa phát triển được kinh tế. Thứ hai là các cái nhà đầu tư lớn ở trên thế giới thấy cái cách của Việt Nam phòng chống dịch thì họ rất là an tâm khi đầu tư tại Đà Nẵng cũng như Việt Nam. Rất nhiều giải pháp đã được Đà Nẵng đặt ra. Theo đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong các dự án đất đai, tồn động kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực. Bên cạnh nỗ lực khôi phục ngành du lịch, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics. Cùng với đảng bộ và các cấp chính quyền thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, khôi phục thị trường. 2020 thì chúng tôi tăng được 15% về so với năm 2019. Thì năm nay chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là sẽ tăng 20% so với năm 2020. Chúng tôi xuất khẩu chính là đi vào thị trường Nhật, sau đó thị trường EU. Chúng tôi có hai thị trường lớn là như vậy. Các cái đơn hàng thì chúng tôi vẫn đang duy trì và có một cái kế hoạch là chuyển đổi tăng cái sản lượng hàng giá trị gia tăng lên. Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 65% GRDP của Đà Nẵng, nhưng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lĩnh vực này được Đà Nẵng xác định sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2021. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp do phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên cũng sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực của COVID-19. Vì vậy, trong năm 2021, Đà Nẵng sẽ tập trung ưu tiên khôi phục hoạt động du lịch, triển khai có hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Thì cái chủ đề mà thành phố đưa ra là khôi phục và phát triển kinh tế. Tôi cho điều đó rất là tốt trong thời điểm này. Và doanh nghiệp như chúng tôi sẽ sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong mọi lĩnh vực để cùng nhau phát triển. Trên thế giới, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Do vậy, để đạt được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo tăng trưởng trên 6% trong năm 2021 là không hề dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.